Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Dạ, Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì nói thiệt thì cũng không có gì cả anh em ơi. Chúng thì Khải hôm nay thì chuẩn bị ít lệnh bài boss rồi bem khai đao xếp may mắn 22 thôi nè. Đây, anh em cùng xem xếp may mắn 22 này. Thử mình lần đầu tiên mình đánh boss ở server này thử 6 con thôi. 6 con thôi nè, thử nó được cái gì không nè. Đây, anh em xem xếp đồ này. Đó, 7 nè anh em. Đó. Rồi, tiếp đến là dây chuyền 6 này. Đó. Nhận 5 này. Nhận 4 này, đó. Tính ra là set này là set may mắn 22 nha anh em. Set may mắn 22 thì nói chung thì ở video này thì cũng không có gì đặc biệt lắm, tại vì lâu quá rồi không đánh lệnh bài boss nè. Khải muốn khoe cho anh em đây là hôm nay Khải vừa sắm đầy đủ được set may mắn 22. Và sắp tới đây thì chắc chắn Khải sẽ làm patch 17, 18 lệnh bài boss 19, 20 luôn. Nói chung thì anh em có ủng hộ thì Khải sẽ làm cho anh em xem. Nói chung cứ ra video anh em ủng hộ nhiệt tình thì Khải sẽ làm, cố gắng gom lên bài boss Khải làm cho anh em xem. Đó. Anh em xem này, 7 này. Dưới 3 là 10, 7 dưới 6 là 13. Dưới 5 này là 18. Dưới 4 này là 22 nha, xếp mấy 22 nha. Rồi nói chung thì giờ ra quấn thôi. Nói chung thì Khải không có đánh nhiều, tầm này Khải đánh 6 con thì Khải đánh một lần một con thôi nè. Đánh một lần một con thôi nè. Khải lưu rương hết đã. Mình dùng bắt nha nè. Đó. Có gì phù gì tôi bắt bán đồ luôn nè. Ok, chung đánh cái vài con là không cần kẹp lách này nọ nè mày. Khả chỉ đưa nhẹ ra bên ngoài khả đánh luôn cho nó nhanh. Đây, nó nhanh nhanh thấy nè. Đây, để go. Một cái góc khá là quen thuộc. Một góc khá là quen thuộc. Cái nhẫn mày mà mày bán ba mua ba kiếm mấy chắc Khải đã bán lại rồi mà. Khải đã bán lại. Chứ Khải mua cái 4 này rồi. Mua cái 4 này rồi. Mua cái 4 này 7 kim nữa nè, gấp đôi cái nhẫn ba nè, gấp đôi tiền cái nhẫn ba ấy, không ít đâu. Rồi, nói chung thì ra đánh 77 nó nhanh nhanh thôi nè. Tầm này thì ba con này thì đánh phát một à. Nói chung thả một lần một con đánh cho nó vui nha nè. Một lần một con thôi, không còn nhiều. Để cho nó vào vị trí hết đã nè. Nó vào hết vị trí rồi. Rồi. Bem thì nhanh thôi. Vô bơ tơ đã. Bơ tơ, bơ tơ. Bem bớt thì nhanh thôi nè. Rồi, ok. Không đợi anh em chờ đợi lâu, anh em like chia sẻ đi nè mọi. Hiện tại ở video này thì quýnh xấu con nhà vui được khai đào thôi nè. Khai đào xếp nó bắn 22 thôi. Mở. Có bị trùng chặt như không? Mở. Lâm. Đó. Lâm tèo. Chúng mà đánh khá là nhanh nè. Đánh nhanh lắm. Rất là nhanh luôn. Bảo đảm anh em đánh trong nốt nhạc luôn nè. Rồi, giờ đợi nhận đồ thôi. Đánh nốt nhạc luôn nè. Rồi, chờ nhặt đồ thôi. Đó, đứng làm tanh nghe mì nó giúp rồi. Ôi, con đem độc nó hết cái bùa kia rồi. Rồi, lâm đồ. Không biết được gì không em ơi. Đó, ui chà, được hai món rồi trời. Đậu xanh. Lâu rồi không đánh cảm giác phơ quá nè em ơi. À, tiếp tục con mới nè, tiếp tục con mới. Ôi con này 30 dạng à. 21 tiếp. Rồi, lên sạc, lên sạc. Đó, anh em thấy phơ chưa? Lâu rồi không đánh, đánh sướng chưa? Bao tay ở đôi giày nè, từ từ đánh hết 6 con rồi cho anh em xem luôn lần. Đánh đúng nhanh luôn, em nói chung nhanh lắm. Nói chung đánh boss này được rẹt thôi nè. 30 giây. Đều thả một lần một con cho nó đỡ nghiện nữa nè. Chưa chưa anh em ơi.
Đó, nói chung bây giờ cứ bèo bèo một ngày làm 10 con, 20 con, 30 con anh em xem đỡ ghiền anh em. Đậu xanh. Cái S anh em, đậu xanh đến cái S không nổi. Bởi cái 10 thì sấy mà nắc bị nắc đít luôn bây giờ. Ra cái S anh em vãi lên. Ở đâu ra vậy, nhanh vậy. À, server này không có nở hút nội lực anh em ơi. Server này Khải không có nở hút nội lực. Mà thanh niên ở đâu ra, nhìn vô ra cái S. Hơn là Khải hết mana đấy. Còn mana là Khải bụp cho chết rồi anh em. Đóng 2 đóng là bùng bờ K10 rồi. Ủa, trời láo nha. Đồ sát mình nha. Đồ sát xe mình anh em. Láo chưa. Thằng này láo nha. Má phải lên lùm thằng này mới được. Bố láo nha. Bố láo nha. Bố láo nha. Bố láo nha. Chơi vậy chơi cũng đẹp rồi. Có vài con cũng ra phá này, nó đổ sát xe Khải Dư Thành hết rồi. Mày lên đây. Giết cho mày một lần mày quán. Có vài con thôi cũng lên phá vãi cơ chứ. Lên đây. Anh em thấy ghét không nè, ghét mấy cái vụ đó. Trời trời kiểu bố đời. Chịu luôn nè, có vài con cũng lên phá chịu. Chịu luôn, hết đường. Nó đổ sát lại Khải Dư Thành đó là. Trời kiểu bố lâu thiệt. Thôi ra thả vài con anh em ơi. Nói chung là nếu mà sau này Khải có đánh thì Khải sẽ gom từ 20 đến 30 con. Khải sẽ ra khơi cho anh em xem nha. 20 đến 30 con sẽ đánh cho anh em. Vác ạc thí mừng thí yên bơ cái 10 ra anh em thôi. Thả này. Đánh cho ghiền mà cũng phá anh em. Chịu luôn. Đánh cho đỡ ghiền mà cũng phá anh em. Rồi, lớn. Ừ, ok anh em, tiếp tục nha. Khả nói chung có vài con thôi anh em. Đánh vài con là khoe chủ yếu video khoe anh em set 12, set 22 may mắn thôi. Chứ còn Khả đâu có đánh nhiều đâu. Cũng ra phá cho được. Chịu thanh niên luôn. Ra đây. Mày rối vào ra đây. Nhẫn may mắn như các kiểu ấy. Ngọc bội, ngọc bội, có ngọc bội, có ngọc bội. Một áo mọc. Ai cha cha, ngon ấy. Rồi, để coi được gì chưa. Rồi, để cho anh em mở một con boss này nữa nha anh em. Một boss này nữa Khải Diệt, Khải bói đồ cho anh em xem nha. Rồi. Con thổ thì đánh nhanh thôi nè. Thổ đánh nhanh. Ô, nó kẹp góc kia rồi. Ra đây cụ. Thôi, dìu bỏ đồ. Mà được gì nha, có thứ được gì không nha anh em ơi. Ngọc bội mọc ấy. Ồ, kháng lôi cả 9 anh em lực cao. Cái này không anh thua. Chốt. Áo. Shop, áo mọc này.
Đồ, không phục hồi nè em ơi. Nón mọc. Không yên thua. Bao tay, chón không? Chón. Ôi, kháng họ cao, không có gì hết. Dây. Ôi, sốt. Rồi, còn hai con nè em ơi. Đánh vui thôi mà, không ra phá đúng không? Rồi, tiếp tục. Ôi, nó kẹn ghép rồi, không bù được. Vãi nhờ. Không bù được rồi, con này đứng ở đây không bù được rồi. Kéo đàn tới rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, khách đặt thêm con nữa nè. Rồi, khách đặt thêm con nữa cho nó dính hai con một lần đi. Dính hai con một lần cho nó phá cái con kia ra. Đó. Rồi, bù đi. Rồi, ok, dính hai con lần bù đấy. Anh em thấy ok chưa? Đậu xanh à, chơi ra kẻ ép luôn trời. Đồ giết luôn thiên mình luôn à. Đậu xanh thế này láo nha. Láo nha. Thì cụ mấy này được. Được. À, đẹp thấy không? À, thua. Đậu xanh cái này thua rồi. Chơi đồ đi cừu sát, đi phá nè. Lại mấy thanh niên. Ok, ra nuốt hết nè. Đậu xanh thằng nào láo thì giết hết. Kiểu hết ở đây. Còn một con thôi, kiểu hết ở đây. Má láo. Giết hết lại kia rất may mắn hết rồi. Láo thiệt chứ. Bữa sau là mình phải đi phá boss. Đậu xanh khói chân nào xanh luôn. À, cây gốm chưa? Biển kinh nên hoang vu, ta tới đau đầu làm cho lệ hùng anh phải rơi. Dừng chân nơi lâm an trong trầm vang từng hồi linh vua đại chiến thơ thành đại lý hay tương dương lửa tràn loang thành đô người ơi giờ này em ở đâu từ phong lăng ta tìm được người thương quý xưng lăng cho hồi khi về gian tớ nghe mọi làm gì trời lão. Còn một con anh em ơi. Thôi ra đánh nhanh rồi. Thôi cần cái cụ sát nè. Giết ạc của tôi mà còn hỏi làm gì. Ủ xanh giết ạc mình mà hỏi làm gì anh em. Giết ạc em mình mà hỏi làm gì anh em. Mày xạo đình. Mày xạo đình như tao không. Nó giết ạc mình mà anh hỏi làm gì. Anh em thấy hỏi vấn đề ngớ ngẩn không. Giết bà ạc nghe mi thứ yên là nè. Hỏi làm gì. Chả ai làm gì mày. Mày đi làm tao trước thì tao hút mày thôi. Hỏi gì.
Dứt Admin mất may mắn rồi nè. À, cây thiệt chứ. Thủy Yên hết may mắn rồi. Thôi không cần em ơi, hết rồi. Còn vài con rồi. Là thường nó làm liền gì. Ngu. Kêu bang lên hả? Tao lụm mấy boss này xong rồi đi chỗ khác. Mày lâu láo quen. Ngu. Kêu lên đồ như thiệt. Anh nhanh em ơi. Mày nó cho mình mất cái cục may mắn rồi nè. Còn có một con thôi đủ cũng lên phá cho được. Lên này, lên thì giết hết, tạo giết hết. Trẻ trâu. Kêu thứ 5 lần. Lâu liền. Máu. Nó giết luôn rồi. Anh em thấy không? Mẹ sau này đánh sao phải lên tụi giết tụi bay. Chơi máy server không đánh tụi bay làm tới à. Ngờ được gì không anh em? Nón rồi khăn lôi 15 shop đi. Nón khăn lôi không có khăn lôi luôn. Shop. Trời ơi độc xác anh em mà không có tóc. Trời ơi cái này cả tóc là ngon rồi. Mày láo. Mua máu lên tao quấn tiếp. Kiểu 4-5 thằng lên em. Không lên bơ ca chứ sợ gì anh em. Một mình Khải lên Khải chấp hết. Mấy người tụi trâu này lên giết hết nè. Khải anh em coi nè. Trời láo à. Một thằng nhỏ đang láo à. Mình giết hết nè. Cắn lắc là nút hết. 4 đời. Bung bơ cam 1, không sao. Lên. Má thì nhận thẻ đâu quá. Ừ, xanh bớt không yên. Ừ, xanh. Xúc nó anh em, đậu xanh phải giết thằng giỏ đàn mấy lần vậy nó mới hạ dạ được. Này chưa kịp cắn lách. Vô mày. Mày mà tao hốt mày luôn. Con người mới chưa vô bàn đánh được nè. Người mới chưa vô bàn. Có người mới kéo lên hút ngay. Giết hết. Còn một con bỏ thôi nè. Ui da đồ sao nó chặn cổng rồi. Con mẹ. Nó chặn cổng rồi nè em ơi. Nó thành thiên nhẫn. Ta phải đi ra mua máu mà. Mấy thằng này phải lên cánh lách trời nó mới được.
Ở đây mua mình lắc à. Rồi. Ok. Thử đi mua ít máu xịn nè. Không cần em ơi, mấy này hai thành là khá chấp, khá quýnh đẹp rồi nè. Điều nó chẳng cẩn thôi, khá đi cổng khác thôi. Thành này khá đi cổng khác thôi. Nấu máu cùi không chủ đam nổi nữa. Máu cùi không chủ đam nổi được. không biết thằng băng lầy nè, trường lão băng lầy là thành cu ken nè, điệp mày mày. Ủa nó băng nào ta, thấy nó chữ lầy mà anh em, thấy nó băng lờ mà sao không thấy nó trong này. Hai ba thằng đó là khai nút được anh em, khai nút phát một rồi. Bơm máu cao cao lên tí thì quýnh rồi. Này cái máu kia là chủ không nổi gì lại nó đam sánh mặc định sánh rồi. Khai nút nó cái nè. Cú kênh băng lờ mà sao không thấy ta. Tầm cổng nó đi hướng khác. Thằng thiên nhẫn nó cũng không có túi nữa mày. Điều giờ tầm không có cục lách căn hỏ. Có lách căn hỏ là nuốt luôn. Con mẹ con thiếu lầm rồi con mẹ. Mấy cái thằng thiếu lầm. Mẹ tụi bay đâu. Phủ hết rồi anh em ơi, đậu xanh. Phù hết rồi em ơi. Cái con mẹ em ơi. Điệt mẹ gì đấy. Có một con bot ở đầu nó làm những gì vậy đấy. Là bắt tờ kia vô, bắt tờ kia vô. Thích anh lòng mà. Tỷ con mẹ vậy. Mày vậy.
không có tiếc con boss nè, nhưng mà vấn đề là mình không thích nè, tiếc thì con boss đây thằng gà thích thằng thả thằng quanh nó không được, 200 xu ăn thua nhỉ. Trời rồi ra phá đồ sát đồ sẵn. Thôi ngủ ngâu à, đang các bạn bọn nòng phá nè đồ sẵn. Mắc vui nè đúng không? Mắc vui đúng không? Đang vui đó sẵn. Rồi à, khả ra cái anh thổ nhanh này, chết bỏ này mày. Thổ này khả cánh nhanh này, quốc nhanh nó nhanh rồi. Điều có đồ sát nó chết hết mình bánh rồi. À, chết hết mình bánh rồi. Thằng này là đánh chay rồi. Giết nó mình bánh rồi. Mất hết may mắn luôn rồi, khỏi luôn, đánh chay luôn, khỏi may mắn rồi nè. Ra phá nè. Rồi, vô tôi. Mày tụi bay. Nút hết. Nút cho nó nhanh. Nút cho nó nhanh. Mày tụi bay, đệt mày tụi bay. Nút hết. Ấy, chết rồi, đậu xanh sao khác màu vậy? Trời ơi, đem thiếu lâm nè anh em, đậu xanh đem một đống thiếu lâm nè kìa. Tụi bay đem thiếu lâm là gì vậy? Ngu nè, ngu nè, ngu nè, ngu nè. Các bạn thành các bạn núp mà luôn ngu ngu mày túi tôm, mày túi tôm mà đánh tao con thiếu lâm, mày túi tôm mà đánh tao mà đứng lại đấy đúng rồi em, tuột thành cái bàn nha anh, tuột thành cái bàn nha anh. Chạy 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 à, đồng thế. Má thằng thiếu lâm đứng dứt đầu ra máy thiếu lâm hay vậy ta. Xin có vậy vậy lại còn bọn cũng phá. Lão đi rồi đây. Rồi mùa mau tiếp nè, lên chơi tiếp. Rồi, là Khải tròn thí hiện ra nó quất cho nó xem boss đó cho rồi. Nhanh thôi có. À, nó quên chết nằm đọc mình luôn vãi liền. Lô anh bạn ơi lộn nha.
Không có để phụ. Đọc 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 tọa độ để cho ông phèo ông lên tiếp kìa. Tao thấy rồi, tao thấy rồi. Lên đây, lên đây. 2.6.2.12 Khái không cất tiền như giữ hàng như vậy. Để đến giờ nhé. À cỡ. Đang đánh rồi đâu ra nó phá mấy cục may mắn rồi. Thôi đánh hết con này bỏ. Rồi thằng 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 Khải đâu rồi? Rồi ngay cái cầu anh ngay ngay cổng cầu ấy. Ổ thứ hai đúng không? Ừ, ổ thứ hai. Chỗ nào này? Chỗ nào chết? Ngay chỗ ông boss đó, ngay chỗ ông boss. Cái phù nó cứ tự phù tự phù về ta. Sao cái màu liên thiên thế nhỉ? Màu đừng đừng nói màu, đỡ màu tím được rồi, đỡ màu tím được rồi. À, anh đang xong PP. Dĩ Khải vô địch. Kiếm chuyện liền à. Này nó làm con luôn em ơi, con cuối cùng luôn đây. Từ từ thả. Tháng con nữa là lắc qua đánh lần hai con luôn cho nó nhanh như rồi. Mày đi nó phá chịu luôn. À, còn con đó làm gì? Không tiêu rồi. À đồ, này có khi nào bơ cam mình rớt không ta? Đâu không ta? Như hết rồi. Đang bị cả một. Nếu bước cả một rớt rồi. Rớt lên bài rồi. À, xem có cả mấy rồi. Hả? Con lắc cái sao mà không thấy đam nó lên. Bước cả hai, bước cả hai rồi. Sao đam boss không thấy lên kìa. Nó có bật đi mình. Không được cái. Nó đang con này bị kẹt góc lát rồi. Đam hơi khó. Để em làm đánh cho anh rồi. Đây này này. Thằng thằng thằng. Tìm nhẫn lên này. Lâu. Không sao. À xin đã đổ đây, đổ quấn này như con ghé luôn. Nó bị lát ấy. Bị lát còn nó không sao. Đậu xanh. Đỡ nó thường F9 không? Nút nó luôn. Nó bị kẹt góc lát rồi. Má mất con boss rồi. Không thả được. Ừ, bơ ga rất rồi. Đánh chay thôi, tầm này đánh chay thôi. Không, không, không kẹp góc được. Lay kìa, lay kìa. Máy này mà có lắc rồi. Dính góc lắc rồi. Này tuy yên thả thôi. Này tuy yên thả thôi. Không thả, thả đéo gì thả. Nó không lắc cho đánh được luôn. Anh nói có một bác là một cái kép là lầy, mang lầy á. Ừ. Năm kia là kép. Cẩn thận thằng này kia nó gần chết rồi lại phá đấy. Thôi biết mà, đợi cho nó diệt thành luôn, giờ ăn lắm. Đợi, anh em cứ đứng đó đi, đợi Khải đồ sát cho anh em không có đồ sát đâu. Khải thằng đấy, Khải đóng một đống thằng đó chết thôi. Còn nhiều. Anh con này xong bỏ đi lần bà đi phong độ rồi anh em ơi. Có cho nó chết này, có cho nó chết, anh em nhìn nó chết này. Lì 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 lộn lì lộn lì lộn lì lộn chết như chó nãy giờ không sợ. Con này bị kẹt góc mà lát bên trong rồi. Này đánh hai con một lúc á thì được. Này nó dính góc mà. Không biết thằng thiên phái nó là đại thiên nhẫn. Gần chết anh em đừng có đam nữa nha, đợi để em kết thúc thôi. Gần chết thì đừng đam. Con này thì nói chung là đồ đạc gì đâu ra, đồ xanh cũng là vui chứ nãy giờ đánh bốn con có được gì đâu. Cái nào đánh nhau rồi? Hả? Ba cái bọn lầy bữa nào à? Bữa nào mà đồ ông Thiếu Lâm F9 vô cho mình như thiệt cái trời. Nuốt mà luôn. Đánh nhau à, đánh nhau à. Ừ. Phá bót em. Phá bót này, phá bót này, phá bót này. F9 là nuốt nó nè. F9 là nuốt nó nè. Thì mang lầy em ơi.
Mày bữa nào? Bữa nào mà gặp lại ở đâu là anh đi phá bot chỗ đó. Mày em ơi. Sân bot à, sân bot à. À, anh có thêm 5 con á mà, 6 con mà đi phá. Xem lại cái mà bóng bóng luôn á. Đồ mày xem lại lên phá như thiệt. Hello anh em nha, hello mọi người nha. Đang cái bật lên lại nè. Đang nóc con lời lời lời. Đi đội mới tiếp tục. Mấy người lầy và hay thích những một đào ấy. Vô bà tơ em ơi, vô bà tơ em ơi. Vô bà tơ đây, vô bà tơ khả cánh may mắn nha. Gần chắc ngừng là được. Đơn thí nó kết thúc này. Mấy người lầy nãy dành một mình anh dưới thằng kia anh căng 2-3 thành nhá. Rồi anh bị cánh, bị cánh. Vô bà tơ, vô bà tơ. Cánh đi kìa, cánh đi, sắp chết rồi kìa. Chưa, chưa, chưa. Vô bà tơ, vô bà tơ. Cánh tầm của, cánh tầm đam của nó ra đủ của tổng này. Không ai vô bà tơ hết ta. Không vô bà tơ. Tính đam nó ra đủ của tổng. Không cánh mình rượu à? Không, đủ nó phá em nãy giờ mà thời gian nào đi cánh nữa. Để em cánh luôn cho. Nó phá em nãy giờ mà mày mất biết như bình rượu rồi. Mất 3 cục quá tưởng. Cắn rồi mình dẫu con kêu bà chưa? Ok vào rồi anh ơi, ok rồi. Rớt một cái lệnh bài boss này nhá. Đậu xanh burger bar rớt một lệnh bài boss. Má chó này. Nó kẹt góc nó đánh hơi lâu nè em ơi. Con này kẹt góc. Anh em đừng đam nữa, đỡ thí đừng đam được rồi. Đêm nay mới thấy chạy. Học con đánh ở đâu ấy, đánh ở ngoài. Đánh ngồi em ơi. Ban hiện mà góc góc rồi xong. Có mấy con thì nghĩ. Ừ, có mấy con mà cũng ra phá, đậu xanh chịu luôn. Người trong cũng an toàn hơn, trong vào cũng nhờ có mấy con làm biến làm phơi chiến đấu à. Có mấy con làm biến phơi chiến đấu chứ còn anh mà sang nhiều anh đòi là đang sang nhiều đầy. Rồi lâm đô à, con được gì à? 3 món được gì không? 6 con trời ơi, trời ơi mít anh em ơi, không có đồ gì thật. 6 con mà rớt mất một con rồi. Đã bị cày, đã bị phá lại còn mít nữa. Thôi ok. Thôi chuẩn bị đi phong độ. Gì rồi anh em ơi. 1 giờ đi thuyền anh em. 1 giờ kém 5 nên mua máu. Hai kẻ không có đồ. Thôi ok anh em về nha. Cảm ơn anh em nha. Nói chung nãy giờ một mình em quấn nó cũng vui mà đều nó quấn không cho em đánh boss. Em cứ đánh boss ra nó phá. Bây giờ em chịu luôn đủ các bạn. Tám boss đang ngon đấy. 8 boss là mật tình, 4 tử tình kinh. Nãy Khải chết, nãy Khải chỉ bung bung bơ cam 1 thôi này. Nãy bung bơ cam 1 thôi. Rồi mua cái từ từ đã. Từ từ. Nón 40, con thua này mà, áo. Ok. Ba đồ rác, xốp. Rồi ok, nói chung là lâu lâu đánh mà gặp mấy trận này vui quá nè mà. Bữa nào gặp mấy người lại sang đâu mà đi sang đó nè.